Dính nào quên. Vậy. Thì dính chứ nữa. Mồi bén, mồi bén.
Này cá không có to nha mọi người, cá nhỏ nhỏ. Dính con đầu tiên nha mọi người. Em mình bữa nào nó cũng ấy trước kìa. Mà mở hàng trước vậy. Bữa nay có kinh nghiệm hơn đem cái nồi lao theo luôn. Hôm nay anh em câu được nhiêu này nè mọi người. Bây giờ mình sẽ cân thử được bao nhiêu nha mọi người. À, cũng bằng mấy bữa đầu mọi người, 1,1 kg. Thôi mình kết thúc video nha, hẹn gặp mọi người những video tiếp theo nha. Đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông để theo dõi cũng như cập nhật những video mới nhất của mình nha mọi người.